Chúa Cha phán dạy con cái của Người. Băng số 2. Vì ta hết lòng khát mong được tất cả các con nhận biết, để tất cả các con được cảm hưởng ngay trên trần gian này lòng nhân lành và sự ngọt ngào của Cha. Các con hãy trở nên tông đồ cho những người vẫn chưa nhận biết Cha. Cha sẽ chúc lành cho lao nhọc và nỗ lực của các con, và chuẩn bị một vinh quang lớn lao cho các con trên cõi muôn đời với Cha. Hỡi các con của Cha, Cha là đại dương yêu thương, và đó là một bằng chứng nữa về tình yêu hiền phụ của Cha dành cho tất cả các con, không ngoại trừ một ai, bất kể độ tuổi, địa vị hoặc quốc gia của các con. Cha cũng không loại trừ những xã hội dị biệt, những giáo phái, những tín đồ, những người vô tín, những người thờ ơ. Cha ôm ấp trong tình yêu này tất cả những thụ tạo hữu trí, những thụ tạo làm nên nhân loại. Cha là đại dương yêu thương, và đây là bằng chứng về điều đó. Cha đã cho các con thấy nguồn suối từ cung lòng của Cha trào ra để làm các con giãn khát. Và giờ đây, để các con nhìn thấy lòng nhân ái của Cha dành cho mọi người, Cha sẽ cho các con nhìn thấy đại dương yêu thương bao la của Cha, để các con có thể nhắm mắt gieo mình vào đó. Tại sao? Để khi gieo mình vào đại dương này, khi tắm gội trong biển yêu thương này, các linh hồn cay đắng vì những lầm lỡ và tội lụy sẽ không còn phải đắng cay. Khi lên khỏi đại dương này, họ sẽ mạnh khỏe và hạnh phúc hơn, vì đã biết sống tốt lành và đầy yêu thương. Nếu vì vô tri hoặc yếu đuối, nhỡ ra các con sa ngã trở lại vào tình trạng cay đắng, thì Cha vẫn là một đại dương yêu thương, sẵn sàng tiếp nhận giọt cay đắng ấy, biến đổi nó nơi lòng yêu thương nhân hậu, và làm cho các con nên thánh thiện như Cha, người Cha của các con. Hỡi các con cái của Cha, các con có muốn sống một cuộc đời dương thế trong hòa bình và an vui không? Các con hãy đến và gieo mình vào đại dương bao la này, và mãi mãi lưu lại trong đó. Khi các con làm việc và sống cuộc sống thường nhật của mình, cuộc sống ấy sẽ được thánh hóa nhờ đức ái. Còn đối với các con không biết theo chân lý của Cha, Cha càng ước mong được ôm ấp các con vào lòng sủng ái hiền phụ của Cha, để các con biết mở mắt trước ánh sáng giờ đây đang chiếu soi, càng lúc càng sáng ngời hơn. Đây là thời gian của ân sủng đã được dự kiến và trông đợi từ khởi thủy thời gian. Cha ở đây để đích thân đối thoại với các con. Cha đến như một người cha rất dịu hiền và trìu mến của các con. Cha cúi xuống, quên mình để nâng các con lên với Cha và bảo đảm ơn cứu độ cho các con. Tất cả các con hiện giờ đang sống, và cả những con còn trong hư vô, nhưng sẽ sống từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, cho đến ngày tận thế. Các con hãy nhớ rằng, các con không bơ vơ đâu. Một người cha tưởng nghĩ đến các con, và cho các con được thông phần những đặc ân khôn lường của tình yêu Người. Các con hãy đến nguồn suối mãi mãi trào ra từ cung lòng hiền phụ của Cha. Các con hãy nếm hưởng hương vị ngọt ngào của thứ nước bổ dưỡng này. Và khi đã cảm hưởng được tất cả năng lực ngon ngọt của nó
nơi linh hồn mình. Năng lực làm thỏa mãn tất cả những nhu cầu của các con. Các con hãy đến gieo mình vào đại dương yêu thương của cha, để chỉ sống trong cha, chết cho bản thân và sống muôn đời trong cha. Mẹ Eugenia ghi chú: trong một cuộc đối thoại thân mật, chú cha đã phán bảo tôi: nguồn suối là biểu tượng thượng trí của ta, đại dương là biểu tượng tình yêu của cha và lòng thiến thác của con. Khi muốn uống nguồn suối này, con hãy học cha để hiểu biết cha. Và khi đã hiểu biết cha, con hãy gieo mình vào đại dương yêu thương của cha bằng cách tín thác tận tuyệt vào cha, đến mức biến đổi bản thân con. Cha không thể cưỡng lại điều ấy. Lúc đó, cha sẽ tha thứ các lỗi lầm của con và trào đổ những hồng ân trọng đại nhất xuống cho con. Cha ngự giữa các con, phúc cho những ai tin nhận chân lý này và tận dụng thời gian mà Thánh Kinh đã nói đến. Rồi sẽ đến một thời Thiên Chúa sẽ được nhân loại tôn vinh và yêu mến như người khao khát. Thánh Kinh còn hỏi: tại sao? Và trả lời: bởi vì một mình người xứng đáng với vinh dự, tình yêu và lời ca ngợi đến muôn đời. Môi-se đã lãnh nhận giới răn này từ nơi cha để truyền lại cho nhân loại. Đó là giới răn đầu tiên trong 10 giới răn: hãy yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa. Những con đã là Kitô hữu có thể sẽ nói rằng, từ khi chào đời hoặc từ khi trở lại, chúng con vẫn yêu mến Chúa như chúng con thường đọc trong kinh lễ cha. Lạy cha chúng con ở trên trời. Phải, hỡi các con quả thực có yêu mến và tôn vinh cha khi các con đọc trong phần đầu của kinh lạy cha. Nhưng các con hãy học tiếp những lời cầu khác, rồi các con sẽ thấy. Chúng con nguyện danh cha cả sáng. Phải chăng danh cha đã được cả sáng? Các con hãy đọc tiếp: nước cha trị đến. Nước cha đã trị đến hay chưa? Các con súc sắng tôn vinh vương quyền của Chúa Giêsu con cha. Điều ấy thật kính đáng. Và trong người các con vẫn tôn vinh cha. Nhưng liệu các con có khước từ hiền phụ của các con vinh quang cao quý khi tuyên nhận người là vua, hoặc ít là để cha hiển trị cho đến khi toàn thể nhân loại nhận biết và yêu mến cha hay không? Cha ước ao các con cử hành lễ kính vương quyền của con cha để đền tạ những sỉ nhục người đã phải chịu trước tòa án Phi-la-tô và bị quân dữ đánh đòn thân xác thánh thiện và vô tội của người. Cha yêu cầu các con đừng bãi bỏ ngày lễ này, nhưng ngược lại, hãy cử hành một cách sốt sắng và trang trọng. Vì để thực sự nhận biết vị vua này, mọi người còn phải nhận biết vương quốc của người nữa. Giờ đây, để đạt đến hai tri thức này một cách hoàn hảo, nhất thiết phải nhận biết người cha của vị vua ấy, đấng sáng lập của vương quốc này. Quả thật, hỡi các con của cha, giáo hội cha đã ủy thác cho con cha thành lập sẽ hoàn tất công việc của mình bằng việc tôn vinh đấng là tác giả của giáo hội, hiền phụ và tạo hóa của các con. Hỡi các con của cha, một số con có thể trả lời rằng,
giáo hội vẫn không ngừng phát triển, các Kitô thư hữu ngày càng tăng số. Điều đó đủ là bằng chứng cho thấy giáo hội đã viên mãn. Các con của cha, các con hãy biết rằng cha các con vẫn luôn chăm sóc giáo hội từ khi nó được thành hình. Và cùng với Thánh Tử và Thánh Thần của cha, cha đã muốn cho giáo hội được vô ngộ qua đại diện của cha là Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, nếu như các Kitô hữu đã biết tường tận về cha, người cha dịu hiền và nhân ái, tốt lành và quảng đại, có lẽ họ đã sống đạo một cách sốt sắng và thành tâm hơn nữa. Điều này chẳng lẽ không đúng hay sao? Hỡi các con của cha, nếu như các con biết mình có một người cha hằng nghĩ đến và yêu thương các con vô cùng, các con sẽ nỗ lực để trung thành hơn với các bổn phận Kitô giáo, cũng như các bổn phận công dân, để sống chính trực và trả lại công bình cho Thiên Chúa và nhân loại. Điều này chẳng lẽ không đúng hay sao? Nếu các con biết người cha ấy yêu thương các con hết thảy, không phân biệt một ai, và gọi tất cả các con bằng danh xưng con cái ngọt ngào, chẳng phân biệt một ai, có lẽ như những người con dấu ấy, các con đã yêu mến cha, và tình yêu này dưới ơn thúc động của cha sẽ trở nên một tình yêu tích cực, vươn rộng đến tất cả những người chưa biết giáo hội và những người thậm chí còn chưa biết đến đấng đã tác thành nên họ và là người cha của họ. Điều này chẳng lẽ không đúng hay sao? Nếu có ai đến và nói cho những linh hồn đã buông theo những mê tín của họ, hoặc cho rất nhiều người khác, những kẻ gọi cha là Thiên Chúa vì biết cha hiện hữu nhưng không biết cha ở gần họ, nếu có ai đã nói cho họ rằng đấng tạo hóa của họ cũng chính là cha của họ, người nghĩ tưởng và quan tâm đến họ, người bảo bọc họ với lòng sủng ái thân mật trong những buồn phiền và chán chường của họ, điều ấy sẽ đem lại ơn hoán cải cho những kẻ cứng lòng nhất. Và những cuộc hoán cải ấy sẽ ngày càng nhiều hơn và vững vàng hơn, tức là kiên trung hơn. Một số các con, khi xem xét công cuộc tình yêu cha đang thực hiện giữa nhân loại, sẽ tìm cớ để chỉ trích và nói rằng các vị thừa sai sau khi đã đến những đất nước xa xăm lại không rao giảng cho lương dân về Thiên Chúa, về sự tốt lành và lòng thương xót của người hay sao? Các vị ấy vẫn rao giảng về Thiên Chúa, còn giảng thêm gì về người nữa đây? Các vị thừa sai đã và vẫn đang rao giảng về Thiên Chúa theo như các ngài biết. Nhưng cha bảo đảm với các con, cha thực sự thế nào thì các con chưa biết đâu. Vì thế, cha đến để xưng mình là cha của mọi người và là người cha rất dịu hiền, để biến đổi thứ tình yêu đã bị biến dạng vì nỗi sợ hãi của các con. Cha đến và trở nên tương tự như các thụ tạo của cha, để chấn chỉnh tư tưởng các con về một Thiên Chúa công thẳng đến kinh hãi. Vì cha thấy có những người sống trọn một đời mà không bao giờ tâm sự với người cha duy nhất của họ, đấng chỉ có một ước vọng là làm cho kiếp sống dương thế của họ được thanh nhàn hơn, và sẽ ban cho họ một cuộc sống thần linh trên thiên đàng. Đây là bằng chứng cho thấy các linh hồn chẳng biết gì về cha hơn các con, không hơn các con một tư tưởng nào. Giờ đây, cha sẽ ban cho các con ánh sáng này. Các con hãy ở lại trong ánh sáng ấy và đem nó đến cho mọi người. Đó sẽ là một phương thế hữu dụng để đem lại những cuộc hoán cải và có thể đóng lại các cửa hỏa ngục
Vì giờ đây cha lặp lại lời hứa của cha, một lời hứa bền vững muôn đời. Đó là tất cả những ai gọi cha bằng tiếng cha, cho dù chỉ một lần duy nhất, sẽ không phải hư mất, nhưng sẽ được đảm bảo về cuộc sống muôn đời của họ giữa các linh hồn ưu tuyển. Với những con nào lao nhọc vì vinh danh cha và hiến thân làm cho cha được nhận biết, tôn vinh và yêu mến, cha bảo đảm phần thưởng của các con sẽ trọng hậu, bởi vì cha sẽ tính đến tất cả, kể cả nỗ lực nhỏ mọn nhất của các con, và cha sẽ ban thưởng gấp trăm cho các con trong cõi đời đời. Như cha đã nói với các con, cần phải thực hiện trong giáo hội thánh thiện một lòng sùng kính tôn vinh rất đặc biệt đối với tác giả của xã hội này, đấng đã đến để thiết lập và là linh hồn của giáo hội. Đó là Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong xã hội này vẫn còn một khiếm khuyết, cho đến khi nào Ba Ngôi được tôn vinh bằng một việc sùng kính đặc biệt trong giáo hội và toàn thể nhân loại. Ta đã cho một số linh hồn nhận thức về khiếm khuyết này, nhưng đa số các linh hồn ấy vì quá nhút nhát đã không đáp ứng lời kêu gọi của cha. Những kẻ khác thì can đảm trình bày với những người hữu quan, nhưng khi gặp thất bại họ lại không kiên trì. Hiện nay giờ của cha đã đến, cha đích thân đến để làm cho nhân loại con cái của cha biết được điều mà cho đến hôm nay họ vẫn chưa biết hoàn toàn. Kính cha sẽ đem đến ngọn lửa lề luật tình yêu, ngõ hầu qua phương thế này, lớp đá băng dày cộm đang bao phủ nhân loại sẽ chảy ra và bị phá tan. Ôi nhân loại dấu yêu, ôi những người con của cha, các con hãy gỡ mình ra khỏi những xiềng xích mà quỷ dữ cho đến nay vẫn trói buộc các con, bằng cách gợi lên trong các con một sự sợ hãi đối với người cha, đấng là tình yêu tinh rồng. Các con hãy đến cùng cha, hãy đến gần hơn. Các con có đủ quyền để đến bên cha các con. Các con hãy mở rộng tâm hồn, hãy cầu nguyện cùng con cha, để người phụ trợ các con hiểu biết hơn về lòng nhân lành của cha dành cho các con. Các con là tù nhân của nạn mê tín và những luật lệ của quỷ dữ. Các con hãy xa rời tình trạng nô lệ nghiệt ngã ấy và hãy đến với chân lý của các chân lý. Các con hãy nhìn nhận đấng đã tác thành các con và là người cha của các con. Các con đừng gắng sức đòi hỏi những quyền lợi cho bản thân. Đừng tôn thờ và sùng kính những kẻ cho đến nay đã dẫn dắt các con sống một cuộc đời vô ích. Nhưng các con hãy đến cùng cha. Cha đang đợi chờ tất cả các con, bởi vì mọi người đều là con cái của cha. Những con nào đang sống trong ánh sáng chân thực, các con hãy nói cho người ta biết rằng thật ngọt ngào biết bao khi được sống trong chân lý. Các con cũng hãy nói cho các tín hữu, cho những thụ tạo dấu yêu, những con cái của cha biết rằng thật ngọt ngào biết bao khi tưởng nghĩ đến một người cha nhìn thấy mọi sự, thấu suốt mọi sự, chu cấp mọi sự, đấng vô cùng tốt lành, đấng dễ dàng tha thứ, đấng chỉ trừng phạt một cách miễn cưỡng và khoan dạng. Các con hãy nói cho họ hãy đến với ta, cha sẽ giúp đỡ, cha sẽ làm gánh nặng của họ trở nên nhẹ nhàng và cuộc sống lầm than của họ trở nên thư thái. Cha sẽ phấn khích họ bằng tình yêu hiền phụ của cha, làm cho họ được hạnh phúc trong thời gian
và trong cõi đời đời. Và các con của cha, hỡi những người con đã đánh mất đức tin và lầm lũi trong tâm tối, các con hãy ngước mắt lên, các con sẽ nhìn thấy những tia sáng đang soi chiếu cho các con. Cha là mặt trời chiếu sáng, sưởi ấm và sưởi ấm mãi. Các con hãy nhìn xem và hãy tin nhận Cha là tạo hóa, là hiền phụ và là Thiên Chúa duy nhất của các con. Chỉ vì yêu thương các con nên Cha mới đến yêu cầu các con yêu mến Cha để tất cả các con đều được cứu độ. Bằng cách làm cái lời kêu nại yêu thương hiền phụ của Cha vang lên, Cha phán dạy toàn thể nhân loại trên khắp thế giới rằng tình yêu vô cùng mà Cha muốn các con hiểu biết là một thực tại vững bền. Các con hãy yêu mến và luôn luôn yêu mến, nhưng còn phải tỏ cho tha nhân biết cách yêu mến người cha này nữa. Để từ nay, Cha có thể làm cho hết thảy các con nhìn thấy người cha hằng thiết tha yêu thương các con. Và các con, hỡi những người con dấu yêu của cha là các linh mục và tu sĩ, Cha kêu nài các con hãy làm cho nhân loại nhận biết tình yêu hiền phụ Cha dành cho họ và cách riêng là cho các con. Các con phải ra sức làm cho thánh ý cha được nên trọn nơi toàn thể nhân loại và nơi bản thân của các con. Thánh ý ấy là cha được nhận biết, tôn vinh và yêu mến. Các con đừng để tình yêu của cha bất động trong một thời gian lâu dài, bởi vì trong ước vọng của mình, cha khát khao được yêu mến. Thế kỷ này là thế kỷ đặc ân hơn hết. Các con đừng để đặc ân này trôi qua, sợ rằng nó có thể bị rút lại. Các linh hồn cần một cảm nghiệm thần linh, và thời giờ đang cấp thiết. Các con đừng sợ gì cả. Cha là cha của các con. Cha sẽ giúp các con trong những nỗ lực và công việc của các con. Cha luôn luôn đỡ nâng và cho các con được hoan hưởng bình an và niềm vui của tâm hồn ngay ở hạ giới này, làm cho tác vụ và những công cuộc nhiệt tâm của các con được trổ sinh hoa trái. Đây là một tặng ân khôn lường, bởi vì linh hồn bình an và hân hoan đã nhận được một tiền cảm thiên đàng trong khi trông đợi phần thưởng muôn đời của họ. Cha thông ban cho đại diện của cha trên trần gian là Đức Thánh Cha, một nhiệt tâm rất đặc biệt đối với công cuộc truyền giáo cho những đất nước xa xăm, nhất là nhiệt tâm lớn lao muốn truyền bá khắp thế giới lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, thánh tử của cha. Giờ đây cha ủy thác cho ngài công cuộc chính Chúa Giêsu đã đến trần gian để thực hiện. Đó là làm vinh danh cha qua việc làm cho cha được nhận biết đính xác. Như cha đang phán dạy với toàn thể nhân loại, những thụ tạo và con cái của cha. Nếu loài người đi sâu thánh tâm Chúa Giêsu trong tất cả những ước vọng và vinh quang của người, có lẽ họ sẽ nhận ra khát vọng nồng nhiệt nhất của thánh tâm ấy chính là tôn vinh Chúa Cha, đấng đã sai người đến. Và nhất là không để cái vinh quang của cha vẫn bị giảm sút như từ trước đến nay. Người ước mong nhân loại có thể và phải dâng hiến một vinh quang trọn hảo cho cha, hiền phụ và tạo hóa, lại còn là tác giả công trình cứu độ của họ nữa. Cha đang yêu cầu nhân loại điều họ có thể dâng lên cho cha
đó là niềm tin thác, tình yêu và lòng tri ân của họ. Cha ước mong được nhận biết, tôn vinh và yêu mến, không phải vì cha cần các thủ tạo và việc thờ phượng của họ. Nguyên nhân duy nhất của việc cha xuống với nhân loại là để cứu độ và ban cho họ thông phần vinh quang của cha. Hơn nữa, nơi lòng nhân lành và tình yêu của cha, cha nhận ra những hữu thể cha đã đưa ra từ hư vô và đã nhận làm con cái đích thực của cha, đang sa ngã quá đông vào cảnh khốn nạn muôn đời cùng với các quỷ dữ. Như thế, họ không hoàn thành được mục đích họ được tác thành. Họ đang đánh mất thời gian cũng như hạnh phúc đời đời của chính họ. Nếu cha có ước muốn gì, thì giờ đây, trước tiên là được nhìn thấy một lòng nhiệt thành hơn nữa nơi những người công chính, một con đường bằng phẳng cho việc hoán cải các tội nhân, hoán cải chân thành và kiên vững, và cuộc quay về mái nhà hiền phụ của những đứa con hoang đàn. Cha đang nói riêng về những người Do Thái và tất cả những người khác, những thụ tạo và con cái của cha, chẳng hạn những người thuộc các bè đảng, bè rối, tam điểm, những tín hữu đáng thương, những người phạm thánh và những giáo phái bí ẩn. Cha muốn toàn thể thế giới hãy nhận thực có một Thiên Chúa và một đấng tạo hóa. Họ vẫn chưa biết gì về Thiên Chúa, đấng sẽ nói về sự vô tri của họ không những một nhưng là hai lần nữa. Họ không biết ta là người cha của họ. Hãy tin cha, hỡi những người con đang lắng nghe cha khi đọc những dòng chữ này. Nếu như tất cả những người xa cách giáo hội công giáo đã được nghe nói có một người cha yêu thương họ, đấng là tạo hóa và Thiên Chúa của họ, người cha mong ước ban cho họ cuộc sống muôn đời, thì nhiều người trong số ấy, thậm chí những người ngoan cố nhất, có lẽ sẽ đến cùng người cha mà các con đã nói cho họ biết. Nếu không thể đến và trực tiếp nói với họ, các con hãy tìm kiếm những phương thế khác, hàng ngàn những cách trực tiếp và gián tiếp. Các con hãy áp dụng chúng với tinh thần tông đồ đích thực và lòng sốt sắng cao độ. Cha đoan hứa với các con, nhờ một hồng ân đặc biệt, những nỗ lực của các con sẽ sớm được tôn vinh bằng sự thành công. Các con hãy trở nên tông đồ cho lòng nhân lành hiền phụ của cha, và nhờ nhiệt tâm cha sẽ ban cho tất cả các con. Các con sẽ trở nên hăng say và mạnh mẽ trong công việc nơi các linh hồn. Cha sẽ luôn ở bên các con và ở trong các con. Nếu có hai người trong các con rao giảng, cha sẽ ở cùng các con. Nếu có đông hơn nữa, cha sẽ ở giữa các con. Như thế, các con sẽ rao giảng những điều cha soi sáng cho các con rao giảng, và cha sẽ chuẩn bị cho thính giả các con một lòng trí thích hợp để lắng nghe các con. Như thế, nhân loại sẽ được tình yêu chinh phục và sẽ được cứu độ đời đời. Về phương thế tôn vinh cha như cha ước muốn, tất cả những gì cha đòi hỏi các con chỉ là một niềm tín thác lớn lao. Các con đừng tưởng cha thèm khát những hành vi nhiệm nhặt hoặc khổ chế. Cha không muốn các con đi chân không, để mặt mũi nhem nhuốc hoặc rắc tro trên mình. Không, không, ước nguyện tha thiết nhất của cha là các con hãy sống đúng là con cái của cha một cách đơn sơ và tín thác nơi cha. Cha, người cha rất chịu hiền khả ái,
cùng với các con sẽ trở nên mọi sự cho mọi người. Cha sẽ có những lời rất thân thiết với các con, ban mình cho tất cả các con và trở nên bé nhỏ để làm cho các con trở nên cao trọng trong cõi đời đời. Đa số những người vô tín, những kẻ gian ác và nhiều cộng đồng vẫn lì lợm trong sự xấu xa và vô tín, bởi vì họ tưởng cha yêu sách những điều bất khả thi và họ phải lụy phục những giới điều của cha như những nô lệ trước một chủ nhân khắc nghiệt. Một người mà quyền thế và tính kiêu hãnh đã làm ông xa cách những thuộc quyền, bắt họ phải suy phục và sùng kính ông. Không, không, hỡi các con của cha, cha biết cách tự trở nên bé nhỏ, nhỏ hơn các con có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, điều cha thực sự đòi hỏi là việc trung thành tuân giữ các giới luật cha đã truyền cho giáo hội, để các con thực sự trở nên những thụ tạo hữu trí, không vì tình trạng thiếu kỷ luật và những khuynh chiều xấu xa mà giống như những con vật, để các con giữ gìn được kho tàng là linh hồn cha đã ban cho các con, một linh hồn được trang điểm đầy đủ vẻ mỹ lệ thần linh. Vậy theo ước muốn của cha, các con hãy thực thi điều cha đã dạy, đó là hãy tôn vinh cha bằng một việc sùng kính đặc biệt. Ước chi điều này làm cho các con nhận biết thánh ý cha là trào đổ cho các con nhiều ân phúc và cho các con thông phần sung mãn và quyền năng và vinh quang của cha. Đơn giản chỉ để các con được hạnh phúc, để cứu độ các con và tỏ cho các con thấy ước nguyện độc nhất của cha là yêu thương các con và được các con yêu mến lại. Nếu các con yêu mến cha như những con cái trung tín, các con cũng phải yêu mến và tôn kính suy phục giáo hội và những đại diện của cha. Đó không phải là thứ tôn kính như hiện nay của các con đã làm. Cái làm cho các con xa cách cha bởi vì các con sợ hãi cha. Sự tôn kính giả tạo hiện giờ của các con là một sự bất công đối với sự công chính. Đó là một thương tích các con đã gây ra cho phần nhạy cảm nhất nơi trái tim cha. Các con đang lãng quên, đang khinh thị tình yêu thương hiền phụ của cha dành cho các con. Tình Chúa bao la
Điều làm cha rất cực lòng đối với Israel, dân cha, và làm cha vẫn hết sức đau đớn đối với nhân loại ngày nay, là thứ tôn kính giả dối của các con đối với cha. Quả thật, kẻ thù nhân loại đã dùng điều ấy để đẩy họ xa vào nạn thờ ngẫu tượng và các bè đảng. Hắn đang và vẫn tiếp tục dùng điều ấy
để chống lại các con, khi lôi kéo các con xa rời chân lý, xa lìa giáo hội của cha và chính cha. Ôi, các con đừng để bị bất kỳ một kẻ thù nào dắt đi nữa. Hãy tin vào chân lý đang được mặc khải cho các con, và hãy bước đi trong ánh sáng của chân lý ấy. Hỡi những người con còn ở ngoài giáo hội công giáo của cha, các con hãy nhận thức rằng các con không bị loại trừ khỏi tình yêu hiền phụ của cha. Cha lên tiếng thiết tha kêu mời các con, bởi vì các con cũng là con cái của cha. Cho đến nay, nếu như các con đã sống trong những cạm bẫy của quỷ dữ, thì các con hãy nhận ra nó đã lừa lọc các con. Các con hãy đến cùng cha, người cha của các con, và cha sẽ đón nhận các con với niềm hân hoan và yêu thương. Và hỡi những người con chỉ biết có tôn giáo mà trong đó các con đã lớn lên, và tôn giáo ấy không phải là tôn giáo chân chính, các con hãy mở mắt ra. Đây là người cha của các con, Đấng đã dựng nên các con và muốn cứu độ các con. Cha đến để đem cho các con chân lý và ơn cứu độ. Cha có thể thấy các con không biết cha, mà cũng nhận thức rằng tất cả những gì cha muốn cho các con là hãy nhận biết cha là hiền phụ, là tạo hóa và là đấng cứu độ của các con. Chính vì sự vô tri ấy mà các con không thể yêu mến cha. Vì thế, các con hãy hiểu rằng cha không xa cách các con như các con nghĩ đâu. Làm sao cha có thể bỏ mặc các con lẻ loi sau khi đã dựng nên các con và yêu thương nhận các con làm nghĩa tử của cha? Cha dõi theo các con mọi nơi, cha bảo bọc các con mọi lúc, để mọi sự đều trở nên một lời khẳng định về lòng rộng rãi mênh mang của cha dành cho các con. Bất chấp sự thờ ơ của các con đối với lòng nhân lành vô cùng của cha, sự thờ ơ này khiến các con nói rằng: Thiên nhiên cung cấp cho chúng tôi mọi sự, nó làm cho chúng tôi sống và chết. Đây là thời gian của ơn thánh và ánh sáng. Vậy các con hãy công nhận cha là Thiên Chúa chân thực độc nhất. Để tặng ban cho các con hạnh phúc đích thực ở đời này và đời sau, cha muốn các con hãy thực thi điều cha đang đề nghị với các con trong ánh sáng này. Thời giờ rất cấp bách, các con đừng đánh mất khối tình yêu khả nghiệm đang được dành riêng cho trái tim các con. Cha yêu cầu mọi người hãy tham dự thánh lễ ấy theo phụng vụ. Điều ấy rất đẹp lòng cha. Sau đó, cha sẽ đề nghị thêm một vài bản kinh ngắn. Nhưng cha không muốn cất gánh nặng cho các con. Điều quan trọng nhất của việc tôn vinh cha, như cha đã nói cho các con, là thiết lập một ngày lễ để tôn vinh và phụng sự cha trong tinh thần đơn sơ của những người con đích thực của Thiên Chúa, hiền phụ, tạo hóa và đấng cứu độ của nhân loại. Đây là một bằng chứng nữa về tình yêu hiền phụ cha dành cho nhân loại. Hỡi các con của cha, cha sẽ không nói về tất cả khối tình yêu bao la vô cùng của cha, bởi vì các con chỉ cần mở sách thánh, nhìn lên tượng chuộc tội, nhà tạm và bí tích thánh thể là nhận ra mức độ cha đã yêu thương các con. Tuy nhiên, để các con thấy cần phải làm thỏa nguyện thánh ý của cha dành cho các con và làm cho cha được nhận biết và yêu mến hơn, trước khi chấm dứt những lời này, những lời chỉ là căn bản của công cuộc tình yêu của cha giữa nhân loại, cha muốn nêu lên cho các con một số trong muôn vàn bằng chứng tình yêu của cha dành cho các con. Bao lâu nhân loại chưa sống trong chân lý,
họ không thể cảm hưởng sự tự do đích thực. Hỡi những người con sống ngoài bộ luật chân thực của cha, cha đã dựng nên các con để tuân giữ bộ luật ấy. Các con tưởng mình có niềm vui và bình an, nhưng tận thâm tâm các con cảm thấy không có bình an, cũng chẳng có niềm vui đích thực. Và các con không hưởng được sự tự do đích thực của Đấng đã tạo dựng các con, là Thiên Chúa và là người cha của các con.